Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu của Pioneer. Và con này sẽ có tên model SA810. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà rất là hầm hố và cũng rất là cổ điển của Pioneer. Mặt trước sản phẩm là nhôm phay xước, màu kim loại sáng bóng, nhìn rất là đẹp anh em. Pha một chút nét cổ kính của sản phẩm là một cái vỏ gỗ nha anh em. Đây vỏ gỗ sản phẩm anh em, nhìn rất là chất lượng anh em à. Con này là một trong những dòng sản phẩm tầm trung thôi, nhưng mà vẫn được trang bị rất là đầy đủ các nút tính năng từ cơ bản đến nâng cao nha anh em. Đây từ trái sang phải sẽ là nút với điều chỉnh về hệ thống là AB hoặc AB cộng. Còn nút với điều chỉnh và trap. Bass trap thì nó sẽ điều chỉnh được ở hai tần số khác nhau nha anh em, 50Hz và 100Hz. Tương tự là trap là 10kHz và 20kHz cho anh em. Nói chung nó sẽ điều chỉnh được ở rất là nhiều dải để cho phù hợp với tai của anh em nhất. Và đây cái nút để điều chỉnh tone, đây anh em nhấn vào nút mày anh em mới điều chỉnh được bass và trap. Còn đây là các bộ lọc âm muting là giảm xuống 20 dB. Còn đây là nút volume của sản phẩm nha anh em. Và nó cũng sẽ còn một cái vòng trong ở phía trong nha anh em. Một vòng trong ở là nút nó sẽ tăng cường âm thanh lên nữa. Mà nút mày thì thông thường chúng ta sẽ không xài. Và nếu anh em chơi những cặp loa quá khó tính thì anh em mới cần xài cái vòng trong này. Không thì thôi nha anh em. Còn bên đây là nút với điều chỉnh về loa nét, là tăng mạnh về âm bass, trap và trung. Còn đây là tép monitor. Còn đây là cái cổng kết nối chính nhận nguồn vào. Anh em cắm ở phía sau thế nào, tương tự anh em chỉnh ở phía trước như vậy. Còn đây là cái mode chức năng nghe mono, hoặc anh em nghe stereo, hoặc nghe đơn loa. Đây mặt trên của sản phẩm đây anh em à. Đây thiết kế của sản phẩm là vỏ gỗ nha anh em. Đây thiết kế những cái lớp tản nhiệt của sản phẩm nha anh em. Đây mời anh em cùng xem qua bờ tem in thông tin về sản phẩm. Con này chính là thương hiệu Pioneer, tên model SA810, điện là 100V, công suất là 105W. Bên dưới là số series của sản phẩm. Đây sản phẩm thì sẽ trang bị ta là hệ thống là 8 cặp loa nha anh em, cách xỏ và anh em nhấn vào và anh em cắm dây vào thôi. Hệ thống là A và hệ thống là B. Còn cái nút kết nối tín hiệu nguồn vào sản phẩm thì phải nói là cực kỳ đầy đủ nha anh em. Hiện tại thì Nhật đang cắm cổng AUX 1. Đây là ba cổng mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất. Phono chơi cho mâm đĩa than. Tép là dùng để ghi âm. Còn về làm bao mà là anh em cắm thêm cái bao vào để mà chơi với âm ly này. Hoặc anh em cắm R vào để mà karaoke thì cũng ok. Về cấu hình ở bên trong thì Pioneer 810 thì sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 4 con sò sắt cho anh em. Tăng phô rất là lớn và tụ gặp nguồn thì cũng phải là rất là to nha anh em. Và cái cấu hình chỗ này thì anh em phối ghép loa 3 tấc thì phải nói là cực kỳ là thoải mái anh em à. Anh em chơi với những dòng mày, đối với những dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc acoustic, nhạc nhẹ và những bản nhạc sôi động thì con này vẫn chiến rất là tốt nhờ những tính năng điều chỉnh chuyên sâu của sản phẩm. Và đặc biệt thì con này xuất âm tù nha anh em, nên con này phải nói là đánh rất là bạo lực anh em à. Anh con này nó sẽ dễ dàng mà phối ghép loa, dù là loa khủng con này chơi vẫn rất là tốt. Và hơi không dài dòng nữa, được sẽ vào ngay bài test xuất âm của sản phẩm này luôn. Và hiện tại mình đang kết nối với cặp loa của Rencut Hand nha anh em, là cặp loa Mỹ Bass 30 và Jack Ken. Trong một số video trước thì Nhật cũng đã giới thiệu với anh em. Rồi mời anh em. Đêm gắn xuống tôi thể Thank you.
trong gió lạnh chẳng biết chuyện người nàng áo. Một vầng trăng xẻ bóng kia đôi áo đang kia rơi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét những ai âm thầm gom đầy nỗi nhớ viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lành giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi mấy ai không ngồi đông, ai đang áo đuổi đi. Mùa đông, ai đang nước tình mặn nồng. Như chim chiều về có đôi, để cho mưa gió đừng lạnh lùng. Để em trong bao ngày xa cách chiếc áo mùa đông, cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi. Lạ rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Và chất âm của piano 810, như anh em mà thấy thì con này bass đập rất là chắc chắn em mà. Nhờ bề con này chơi những con sò sắt nha anh em. Bass đập nghe rất là phê, anh em chơi những dòng nhạc mà tiết tấu nhanh thì con này bass tới bậc sẽ đáp ứng được yêu cầu của anh em theo những cái bản nhạc đó, mà không sợ và nó sẽ bị ù nề khi mà chạy theo không kịp. Đây là một trong những dòng sản phẩm rất là tốt, giá thì nó là quá là rẻ đấy mà. Rồi anh em thấy sao về piano 810 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích thì em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.